Rồi anh em mới tới cà phê này. Bạn mình bắn được hai anh chim rồi nè các bạn. Ngồi uống cà phê mà nó cũng vô nữa. Chết. Quá khinh thường ná thủ luôn không? Này các bạn. Đuôi dài ghê không? Hơn gan. Đỡ không nổi cũng ráng đỡ chứ biết sao vậy. Phải đỡ. Uống cà phê cũng yên nữa. Rồi hạ được con cò trắng nha các bạn. Ngày mình mới bắn nè. Bắn từ xe này ra tới đây. Tuyệt vời Hưng ơi. Buồn ngủ gặp chiếu manh là đây chứ đâu. Anh lùm hả? Để anh lùm cho. Tuyệt vời nha các bạn. Con cò trắng nha. Bắn gập đầu luôn à. Chắc chúng cần cổ nó mới lật liền á Hưng. Ơ con này nhỏ xí à. Các bạn, cò trắng nha. Biết nó trúng đâu luôn á. Đây nè các bạn. Trúng ngay đây nè. Gần cổ với người nè. Đây các bạn, thấy gì không? Mình đi bắn chim. Thấy ông bảy cu ông bắt được con này nè. Chim bổi. Trúng. Được mua 2. Mua 70 ngàn các bạn. Thả nó về tự nhiên nha. Không tật lộn nha. Chim bồi nó chuyện không tật lộn. Em ra kia em thả nó đi. Rồi bay nha các bạn. Tuyệt vời nha. Rồi nó lên cây trên kia rồi kìa. Quá tuyệt vời. Rồi, mùa này thả ra cho nó có cặp nha các bạn. Mình nuôi, mình kiếm chim non mình nuôi. Con này nó già rồi. Thưa các bạn, thả chim xong nhưng mà chim mình bắn vẫn phải lụm. Đâu rồi? Có không? Ngoại á. Đâu? Cái kia, giữa đường cái kia. Ồ, tuyệt vời. Cảm ơn đội trưởng. Đây con chim mình bắn chổng nè. Ngay đầu. Nó chết ngay đầu luôn nè các bạn. Đây, đội trưởng đội lùm chim đây. Bay coi. Tuyệt vời. Chỗ hố hả? Nè không thận. Bịt bên tổng. Rồi tiếp tục nha các bạn. Con chim kia thì nó bay lên chảnh rồi. Ui, ấy hai con nè, hai cu nè. Một con kia con trống nó đứng nó nhìn. Để em con này. Em con này bắn cho nhìn cho đẹp ha. Rồi, té luôn. Rồi té rồi đó. Rồi. Hỏng rồi Hưng ơi. Rồi rớt sát rào luôn á, em vô lượm hai con luôn đi. Vô gặp người ta thì xin nha. Hai con đó. Nó rớt sát rào đó. Hết cái mái tôn là tới nó đó. Con của anh rất thẳng luôn đúng không? Ok. Vô lượm con kia nghe. Hết cái mái tôn á, dưới đất á. Hết cái nhà tôn là tới nó đó. Mình bắn con, em bắn con nha các bạn. Hai người hai con. Thấy không? Đi vô sát tường. Rồi, lượm được rồi các bạn. Tuyệt vời, mỗi người một con nhé các bạn. Đây, hai con luôn đúng không? Đầu canh này nè. Mỗi người con cho nó vui đúng không? Cả nhà vô vui. Này các bạn, hai cu nè. Một cặp luôn. Mình bắn cu, mình bắn con trống trước nha. Con mái trước chứ. Cái con trống nó đứng nó ngó à. Còn mà bắn trống là con mái bay luôn à. Ừ, con mái điếm lắm. Thấy không ạ? Trúng lưng. Con của anh trúng ngay cánh nó chết ngay, ngay nắp nè. Còn con của em trúng ngay đây. Hả? Em bắn con nào trúng lưng hết. Em, tuyệt vời. Đi.
nè, chắc cua đó dò em luôn, mở ra hai ông kia chạy trước rồi. Sao chảo hả? Sao chảo trên cây này quá trời luôn nè. Ăn không rớt lấy dép trời á. Ngon hả? Ơ nó sợ nó rớt kìa. Tự rớt luôn. Chảo chảo nè các bạn. Ném bằng dép đó. Dép chảo. Chảo chảo tùng ốc mới ném bằng dép á. Dép thúi quá. Dép bay lên thúi á, dữ chịu. Dép đã tới nó đâu, mà rớt rồi đó. Mui. Ừ. Chịu hướng nó nằm xuôi hướng gió. Chạy vừa. Yếu. Còn sáo nè. Đấy một con nữa kìa. Hình như mấy ông tục loa nó bay lại sao. Đây con sáo đá nè, trên cây. Đây con sáo bằng. Đâu rồi? Sao nhặt. Bắt cái cú điện nhé, tôi bắt con cây nhắn luôn. Cái cú điện hai con kia, bắt con gọi nhắn luôn. Nó đứng khuất rồi. Nó núp hai con. Đấy rồi nó núp. Con trên cây rồi. Rồi một con rớt rồi, trúng rồi nha các bạn, trúng đầu rớt xuống con sâu đá con sâu dướng chảnh luôn rồi. À còn cái móc chân Hưng lấy giùm anh. Ơ còn rớt trong nữa chứ. Dạ rớt cái trong rồi móc cái tay vô Hưng hả, móc không tới hả? À vô cái cổng xin cô lấy kìa cô kìa. Xin cô vô lấy. Dạ. Đây con nữa nè các bạn. Luôn nè. Rồi một con nữa nè các bạn. Đứng trong đây luôn rồi. Nhà này sao lấy ta. Nè các bạn. Đứng chết rồi kìa. Thấy không? Đó một con đó. Chết queo luôn rồi. Để xin. Trong kia người ta đang bắt gì á. Anh bắn rớt con nữa rồi giờ sao? Trong đây. Nè các bạn. Chim này con sáo nè, mình bắn rớt con cây này. Xuyên đầu luôn. Sáo đá nè. Sáo đá. Nè, one hit về một của mình nè. Trời ơi. Êm không? Rồi, lên đường tiếp nha các bạn. Nè Hực. Tuyệt vời, con cua trắng. Xe ông Tùng cũng bắn. Cua dạng ghê luôn. Ơ, ừ, nó nhảy lên nó lại đầu tiếp. Ừ, nó nhảy lên nó đầu tiếp kìa. Chết. Rồi. Lần này thì mày xong rồi. Đúng rồi nha các bạn. Rồi sao mà lùm được. Nó tay rồi. Ấy con trên dây điện kìa. Nó đó chứ ai. Có đùi trên sau lưng. Trên dây điện kìa. Vô sân. Rớt trong sân nữa các bạn. Rớt trong cái con đá kìa. Nè, còn con trên dây điện nữa kìa. Đó, quất đi một tục, quất đi. Con sân bóng đá rồi con trên kia nữa hả? Hai con lần à? Rớt ở trong sân kìa các bạn. Đó. Hình như nó trúng ông Duyên rồi nó đó đúng không? Bây giờ sao? Sao vô? Lùm được luôn hả? Hay vậy? Ông Tùng thấy tôi ghê không? Tôi bắn hai viên hai con chảo chảo treo lên cây luôn. Sao vậy? Chỉnh á. Đây có đường vô mà không đi thì lội nước bên kia. Ừ. Tự làm khó không à. Kiếm hoài mới ra hả? Ừ. Trúng nách nữa. Trúng đầu chứ. Đây các bạn. Con nó thấy trúng đầu mày quên hả? Trúng đầu hả? Các bạn. Con bối cá nó cũng tùng bắn.
đẹp ghê không? Bốn năm viên là chưa bay. Đi, đi bộ rồi. Không, lẻ rồi kìa, lẻ rồi. Dính rồi nha các bạn. Nó chạy thì nhảy luôn. Anh cú nha các bạn. Thì anh ghé chở mình đi bắn nè. Ủa nó bay một bầy luôn kìa anh. Cái quả cây á. Rồi lật. Tuyệt vời. Này lật rồi nha các bạn. Tuyệt vời. Ôi móng quá trời luôn. Này các bạn, con cua nữa nha. Đứng ngay chỗ này bắn lên đây nè. Ló mình cái đầu không à. Con nha. Vô guồng anh Nghĩa ơi. Nó ló của mình cái khúc cần gỗ à. Coi nó cho dễ mẫu anh á. Êm luôn. Lắm, lắm té luôn đít rồi. Té rồi. Từ từ coi nó bay đâu. Nó bay hết nổi rồi. Nằm luôn rồi. Nằm rồi hả? Nằm chùm bẹp rồi kìa. Nó nhưng mà nó nằm á em. Vô em bắn cái nữa. Ừ. Cỡ con nha các bạn. Đừng bay nữa nha con. Nằm dẹp bẹp rồi nè các bạn. Em thấy rồi. Ơ dở trời. Con nó lại bay rồi. Con nó nằm ở đâu. Em đứt thun. Gần hơn kỳ vậy nhau quá chuyên đôi ở vùng con tuyệt vời anh thấy ít rồi nha. Nó ngay đầu ơi, thấy nó lắc lắc kìa ngay đầu nè các bạn. Anh Nghĩa bắn được con này máu không à, không quay cảnh máu đâu nha. Thì anh thấy con được bắn mày luôn. Con đó là do bạn nó gục đây rồi nó còn đứng lại. Con nó máu me quá trời luôn. Ừ, nghe đầu quá. Đầu truyền ứng luôn, truyền cái chỗ nhiều máu nhất. Ôi, mình dở rồi. Con này nó bị ngáo. Ngoài nó nghe tiếng á, nó đang sung. Pha này nha. Rồi ngay luôn nè. Mày có coi nó lông rồi. Nhắc coi coi heo heo đó. Rồi leo đi anh. Rồi em dò nè. Còn nó qua bên kia luôn. Coi đang nhìn thấy. Rồi té té hết nổi rồi, hết nổi rồi. Té ngàn bò đi. Rồi, rồi bán vô nhà người ta luôn rồi. Buông lông gì mà. Cũng người ta. Con này là chết vì ngáo. Nó nhiều sừng chết. Con đó là trúng thẳng cái bụt luôn. Tụt lầm rồi mất rồi. Trúng con hà đó đẹp lắm á. Con hà đó mê đẹp. Con đó là hết lông trên người luôn rồi. Bắn pha mà quên quay. Anh Nghĩa đang cười mình nè. Cất máy vô cái bắn dính nè. Ở đâu anh Nghĩa à? Đây hả? Cất máy quay rồi mới bắn dính. Đây rồi. Xè cánh luôn rồi. Trúng đầu nữa anh Nghĩa ơi. Con này trúng đầu nữa nè các bạn. Đây nha. Bắn banh đầu luôn. Đang trúng mưa.
còn rớt con nữa nha các bạn. Anh hít này. Nhắc. Chúng nghe sông lưng. Bè. Yeah.